sự giới thiệu, con là pháp danh là Chánh Huệ Văn Phạm Nam Trung. Hiện con đang sống tại Hà Nội. Hiện tại thì con đang là một giám đốc của công ty tổ chức sự kiện mang tên là Nam Trung Media. Sau khi mà con nghe sư phụ chia sẻ một bài rất ý nghĩa, thì con là một nhạc sĩ, con được đào tạo chuyên sâu về âm nhạc, đặc biệt là nhất là về sư phạm âm nhạc, thì con bảo chắc chắn đây là một phần thơ và cùng kèm theo đó là một giai điệu rồi. Thì con đặt bút, con viết ngay. Và con xin được trình bày lên Đại Tăng Chùa Ba Vàng, lên Đại Chúng Chùa Ba Vàng và tất cả các Phật tử thập phương. Chúng ta hãy lắng nghe. Mặt trời soi chiếu thế gian, huy hoàng thay pháp vẫn nhiệm màu. Cùng nhau hát vang, cùng nhau tán dương. Vầng thái dương chiếu soi, vạn chúng sinh thoát khỏi mê lầm. Cùng nhau tán dương, pháp vẫn nhiệm màu. Gian này nhờ sáng soi bởi pháp Phật nhiệm màu, lòng chúng con bừng sáng lên bởi pháp Phật nhiệm màu, pháp Phật nhiệm màu. Mặt trời soi chiếu thế gian, huy hoàng thay pháp vẫn nhiệm màu. Cùng nhau hát vang, cùng nhau tán dương. Vầng thái dương chiếu soi, vạn chúng sinh thoát khỏi mê lầm. Cùng nhau tán dương, pháp vẫn nhiệm màu. Nhờ sáng soi bởi pháp Phật nhiệm màu, lòng chúng con bừng sáng lên bởi pháp Phật nhiệm màu, pháp Phật nhiệm màu. Hạnh phúc thay thế gian này, nhờ sáng soi bởi pháp Phật nhiệm màu, lòng chúng con bừng sáng lên bởi pháp Phật nhiệm màu, pháp Phật nhiệm màu. Nam mô Phật Bổn Sư.